Xin chào các bạn, sau khi mà chúng ta đã cài đặt xong cái step 7 như ở đây thì chúng ta sẽ mở vào Schematic Manager. Cái này của mình là version 5.6. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Thì khi mà mở lên ấy, sau khi cài xong mở lên giao diện này, chúng ta ấn Next này. Tiếp theo này, chúng ta chọn cái CPU mình theo của mình ấy, mình hay chọn là cái mình đang cần S7300 thì chọn CPU 313 C2DP, sau đó Next. Tiếp theo là cái này thì cái bên trên là cứ để mặc định, và cái ngôn ngữ cho cái khối được chọn thì chúng ta sẽ chọn là LAT và ấn Next tiếp. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo một cái file, ví dụ như mình đây là test chẳng hạn. Thôi test chán quá, mình sẽ để là 12 ngày hôm nay nhé, 12 nhân 02 tức là ngày hôm nay 2022. Và sau đó khi ấy xong mình ấn Finish và đợi một chút để cho nó hiện lên như thế này. Sau khi nó đã hiện lên như thế này thì chúng ta sẽ làm gì? Ấn vào cái này, ấn vào cái OB1 này, nó sẽ hiện ra một cái giao diện như thế này. Và chúng ta sẽ cần, sau đây là chính là cái bước mà chúng ta sẽ bắt đầu vẽ. Ví dụ mình làm một cái bài toán đơn giản, ví dụ như là bật ấn một phát thì đèn sáng, ấn một cái thì đèn tắt nhé. Thì ví dụ như này thì mình sẽ kích vào đây này, kích chuột trái vào đây này, ấn vào cái chỗ công tắc thường mở này, normal open contact tức là công tắc thường mở, hoặc các bạn có thể ấn phím nóng là F2. Tương tự như vậy thì ở đây nó có thường đóng và coil tức là cái cuộn mà chúng ta sẽ sử dụng. Thì các bạn kích một cái vào đây này, tiếp theo các bạn kích vào cái cuộn này, đó thì nó sẽ hiện ra như này. Sau đó chúng ta kích hai cái, kích một cái ở đây, cái này các bạn không cần viết hoa nhé. Ví dụ ở đây mình cho cái tín hiệu là i0.0 chẳng hạn, sau đó ấn enter này, đó thì nó hơi bị nhảy một chút, chúng ta sẽ bật lại nó i0.0 và đây chúng ta là q0.0 chẳng hạn. Đó thì về một cái nữa thì chúng ta có thể thêm một cái gọi là cái tên của nó chẳng hạn. Ví dụ ở đây mình muốn thêm cái tên thì mình kích chuột phải ở đây này, Edit Symbol này. Nghĩa là các bạn có thể gắn tên, ví dụ sau này các bạn điều khiển động cơ hay gì đấy. Thì ví dụ ở đây mình dùng cái công tắc chẳng hạn, công tắc bật tắt chẳng hạn nhé. Cái này nó không cho viết viết dấu. Thì mình ghi được công tắc. Và cái này mình ký hiệu rồi nhé, thì nó chưa chắc đã phải là đèn đâu, thì chúng ta cứ ký hiệu tạm như vậy. Ví dụ như là một cái công tắc và đèn này. Sau khi cái bước này xong thì chúng ta làm gì? Sau bước này xong chúng ta sẽ mở cái phần đầu tiên lên. Đây là một cái file mà chúng ta kích vào nhé. Còn cái file đầu tiên ấy, khi mà chúng ta mở lên ấy, thì nó sẽ là có cái giao diện này, trông như thế này. Thì chúng ta sẽ lướt ở trên những cái mặt này và dừng lại cho mình ở cái phần simulation on off, tức là chúng ta sẽ mô phỏng, ấn vào phần mô phỏng của nó thì kích một cái vào đây này thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Thì ở đây chúng ta phải chỉnh cái phần này là thành BLCCMPI các bạn nhé, kích vào này đấy, ok. Nếu mà các bạn chưa có những cái mục này, khi mà bật lên ấy, nó sẽ không hiện lên như thế này đâu, mà nó sẽ hiện lên thành như thế này này. Đó, khi mà các bạn mới lần đầu bật lên, cái này mình đã bật lên rồi. Nhưng mà để bật lên được hai cái kia ấy, hai cái kia nó là cái input, cái biến vào và biến ra, tức là cái mà các bạn sẽ sử dụng cái công tắc ấy. Đây là cái đầu vào này, và insert thêm một cái output viral là cái biến đầu ra nữa. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái, đó chính là chúng ta sẽ ghim vào cái này, ghim vào để cho nó giữ ở trên màn hình của các bạn. Thì chưa? Sau khi mà ghim rồi chúng ta bật cái file lên, ghim lại. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ ấm vào cái phần download ở phía này. Download đây này. Dưới ngay dưới cái option này, ấn download này. Đấy, thì nó download xong thì nó sẽ vào cái chương trình của bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào cái phần cái kính là monitor on off, tức là nó sẽ cho các bạn cái màn hình giao diện để các bạn có thể quan sát được cái mà các bạn mô phỏng hay là viết chương trình PLC. Thì ở đây mình đang để chế độ stop này. Bây giờ mình ấn run này.
Run thì như bạn thấy ở đây cái màu xanh này nó chính là cái dòng điện của chúng ta. Đấy, cái dòng điện này nó đang bị tắc ở đây, ở cái chỗ vị trí Y00, tức là mình ký hiệu tạm nó là cái công tắc. Thì bây giờ mình sẽ ấn này. Nhưng mà các bạn chú ý một chút là cái này ấn là cái công tắc này ấn là ấn giữ nhé, chứ nó không ấn nhấp, chứ nó không giữ luôn cho các bạn, mà các bạn đang ấn này kích một cái, tức là các bạn đang giữ tay vào cái công tắc đấy. Đấy, thì đèn nó sẽ sáng như thế này, được chưa? Và khi mà các bạn nhả tay ra, đèn tắt, bây giờ ấn vào, đèn sáng, bỏ ra, đèn tắt, đó. Thì đấy là một số những cái mô phỏng đầu tiên và cơ bản nhất. Thì trong những video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn một cách nó chi tiết hơn, thêm nhiều ví dụ để các bạn có thể dễ dàng ấy được. Thì mình giới thiệu một chút ở đây, nó có một số các bit logic và so sánh các thứ thì chúng ta sẽ sử dụng trong một số những cái video sau. Thì các bạn hãy vào trong kênh và kích vào cái chọn danh sách phát là PLC, thì nó sẽ hiện ra PLC S7 300, thì nó sẽ hiện ra nhiều video của mình hơn, thì các bạn xem nó sẽ dễ dàng hơn.